Đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, đại thành công. Chung tay xây dựng non sông. Chung tay xây dựng nước nhà. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, làm theo lời Bác Hồ Chí Minh. Đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, đại thành công. Việt Nam vững bước, năm châu bốn biển, anh em một nhà. Ngày 7 tháng 3 năm 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Văn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024-2029. Về dự và chỉ đạo có Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã, các đồng chí đại diện các tổ chức chính trị xã hội, trạm y tế, các trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, cùng 86 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân xã Tam Văn về dự đại hội. Nhiệm kỳ qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc xã Tam Văn ngày càng được củng cố, phát triển, tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả theo chủ trương, định hướng của cấp trên. Phương thức hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã có nhiều đổi mới theo hướng tập trung về địa bàn dân cư, đồng thời thường xuyên chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, công đoàn, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương. Hàng năm, cùng với hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã còn chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mặt trận Tổ quốc xã Tam Văn chủ trì phối hợp vận động xây dựng quỹ vì người nghèo được trên 15 triệu đồng, cùng với nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện đã làm mới 11 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gặp hỏa hoạn với tổng số tiền hỗ trợ là 480 triệu đồng. Công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách được quan tâm, tổ chức trao tặng quà nhân dịp các ngày lễ Tết. Là tổ chức liên minh chính trị, trong nhiệm kỳ mới 2024-2029, với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Mặt trận và các tổ chức thành viên xã Tam Văn khẳng định sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò trách nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, chủ động nắm bắt khó khăn vướng mắc trong dư luận, quần chúng để giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, tích cực tham gia thực hiện luật dân chủ cơ sở, tuyên truyền, nâng cao ý thức các tầng lớp nhân dân về nghĩa vụ công dân và trách nhiệm với xã hội, góp phần cùng với địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng xã Tam Văn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và đồng chí Lữ Đức Chính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tam Văn đã biểu dương những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục củng cố, phát huy vai trò liên minh chính trị, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc phát động, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền duy trì nâng cao đời sống nhân dân, hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình khó khăn để họ chủ động vươn lên trong cuộc sống, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, xây dựng phong trào thi đua lao động sản xuất, thay đổi nếp sống, cách làm, đặc biệt là sinh hoạt ngăn nắp sạch sẽ từng hộ dân, từng thôn bản, đảm bảo môi trường sống trong lành, tập trung thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Văn lần thứ 21 nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương dân chủ cử 33 vị tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Văn khóa mới, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu thành phần đa dạng ở các lĩnh vực. Qua đó khẳng định rõ nét Mặt trận thật sự là tổ chức liên minh chính trị, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội cũng hiệp thương cử đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lang Chánh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Văn đã hiệp thương cử ông Lương Công Ấn giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Văn lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024-2029.